Không có tội, nó đã vô bụng chị, nó đã kêu là mẹ rồi. Cái ngày mà nó trụ thai á, thí dụ như cái đứa con trai đó đó mà trong bụng, mà chị không phải là chị, nhưng chị nói một người nào đi ABC đi, chị kỳ quá, mà nạo thai lúc mà cực điểm cao á, mà bắt đầu con tinh trùng nó bơi qua bơi lại mà để nó làm cái baby á, thì không phải là người chồng làm cái đó làm cho cực vui đó, mà là cái baby đó, đó. Nó vô bào thai, nó ăn ái với người mẹ rồi nó làm ra cái bào thai, nó cố tình vậy đó. Nhưng mà mặt đời của mình thì mình nghĩ là người chồng mình không phải, thì nó đã có cái duyên với chị rồi. Cho nên tại sao mẹ thì thích cha nhiều hơn, cha thì thích người nhiều hơn, cái ngược lại vừa cái lưỡng cực mà thủ tính. Thì để em trả tiếp câu hỏi với chị, thì khi chị giao duyên như vậy rồi thì nó là vừa là chồng chị mà vừa là con chị. Chị hiểu em nói không? À, chị không tin là em nói chị Lâm Thái quay nè, chị hỏi mấy thầy đi, tại em hỏi em biết. Mà tự nhiên á, vừa mới có ăn ngáy với mình rồi đi giết mình, chị nghĩ nó quán thù làm sao, thù nặng luôn á. Cũng giống như nhỏ bồ mà vừa cặp với con bồ á, lên giường nó đốt nó giết vậy đó. Nên cái bầu thai lúc nào nó cũng có quan quan trái trong đó, không có bao giờ. Nên là ở Mỹ này á, nó ra luật đó là vì thiên ma nó ra cái luật đó. Cho nên bao nhiêu người mà làm mấy cái nghề này á, chị thấy á, nhất là y tá, bác sĩ ở trong nhà thương á, không có nhỏ y tá nào mà nó không tự tử, không bị khùng á. Rồi tự trong đó đó, bao nhiêu chuyện ít nhiều mình cũng gián tiếp làm người ta chết. Chỉ cần làm một chuyện lỗi nhỏ là mình làm bao nhiêu chuyện tốt, mà lỗi nhỏ là mình cũng bị nghiệp. Thì cái bào thai này nó sẽ theo, nó phá hoài, đến khi nào mà hết cái đời của chị thôi. Rồi qua bên kia nó đứng, nó đứng chờ sẵn, nó phòng ICU á, nó chờ chị rút ống, nó đứng sẵn rồi đó. Là cái tinh trùng mà lại ấy nè, cái hả? Đó thì em nghĩ thì cũng không sao, mình thắng cho nó thôi, nó không có quan ức. Thường thường mấy cái chuyện này nó thù quán, mà thù quán là do người mẹ cố tình phá thai á. Còn này không cố tình thì nghĩ ok, bất dĩ. Mình bàn chuyện khác đi, chuyện này hay buồn quá. Bây giờ em có, em biết chuyện trên trời, biết chuyện dưới đất, thì muốn hỏi chuyện trên trời dưới đất, còn chuyện ngay bụng này á, ngay khúc giữa này khó. Cái này chuyện ngay bụng. Anh là anh cười nè, anh có gì ạ? À? Nói chuyện dưới đất, chuyện trên trời. Dưới đất là biển đâm đông sắp dậy sóng, muốn nói chuyện trên trời. Dạ. Ok, cái đó là do đa số Việt Nam mình 99% mấy thầy là không có biết thiền, không có, là không phải là không biết, có một số biết mà ít có chỉ. Đa số mình là tịnh độ, cái nghĩa là A Di Đà Phật là giảng sanh, đa số là chùa nào cũng vậy đúng không? Mà kêu mấy thầy ngồi thiền là rất là không có được, tại em ngồi thiền với mấy thầy hoài à, mấy thầy ngồi không có lại em.
vị bác Ấn Ta Muội để vô là để ngồi giữa rừng hay giữa nghĩa địa, ma cũng không có dám tới gần. Cái là cây súng kế bên nó lên đạn rồi, ai tới là tôi bắn. Đúng rồi đó chị làm thầy, cái đó không đúng. Đại khái đi, chị về chị nghiên cứu. Chị ngồi thẳng cái lưng lên, hít vô thở ra, thế mà chứ làm. Nhưng phải có bắt ấn, tại bắt ấn bên cõi kia mấy ma sợ lắm, thì ai đó ma nó không có tới gần chị được. Nhưng mà chị không bắt ấn á là khác à. Bắt ấn trước. Bắt thấy ngồi vừa bắt ấn. Ừ. Cái nến này không ai chỉ, có mình em trên mạng chỉ. Thì mỗi một ngày mình ngồi nửa tiếng gì thì cuộc đời mình sẽ thay đổi. Để trên dưới đất được. Hả? Để trên dưới đất được. Được. Để trên dưới đất được. Rồi, mình cũng phải niệm không? Niệm thì tùy theo người biết niệm. Còn người không biết niệm thì cứ bắt ấn là quan trọng là thẳng cái lưng. Rồi lấy mắt thứ ba nhìn lỗ mũi, nhìn cái miệng, nhìn cái rúng. Thì khi mình nhìn liên tục vậy á, mình không có buồn ngủ, là mình tập trung động tác lại. Lúc đó mắt mở hay là mắt nhắm? 15 phút đầu thì nhắm, sau đó là mở hí hí. Sau 15 phút rồi mở hí hí. Rồi cứ thế mà làm. Mà ai có chữ khổ trên mạng em á, nhìn chữ khổ thì lúc đó tổ sẽ tới, tổ sẽ giúp chữ khổ em viết á. Tại lúc đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma kêu con lên trên mạng dạy người ta quán chiếu chữ khổ. Cái nét chữ của em viết làm sao á, thì cứ nhìn theo cái nét chữ thì bao nhiêu sầu muộn cũng sẽ tiêu tan. Rồi thí dụ chị quán chiếu lại, thí dụ bây giờ chị ngồi đi. Ok, hồi 7 giờ sáng tôi thức dậy, tôi làm gì? Tôi chà răng. 8 giờ sáng tôi làm gì? 9 giờ sáng tôi làm gì? 10 giờ sáng tôi làm gì? Trong đó có chuyện đúng, chuyện sai thì đúng thì mình tiếp tục, mình làm sai thì mình sửa. Nghĩa là thiền quán, quán lại từng giờ của mình, mà mình suy nghĩ mỗi một tiếng đồng hồ mình làm những cái công việc đó đó, chi tiết chừng nào tốt chừng đó, cả những cái chuyện mà mình mang đôi giày gì mình cũng phải nhớ. Thì lúc đó mình vừa tập cho cái đầu của mình nó minh mẫn lại, và mình không có phí một ngày của cái thế gian này. Thế gian này nó 50 sướng 50 khổ. Nếu mình biết trân trọng nó sẽ là 100% sướng. Nếu mà mình ngồi mình xin biết những cái ngày mình qua mình làm những cái gì, thời gian hồi xưa mình làm gì, mình đạt chỉ tiêu của mình là tới 80 tuổi tôi làm gì, 90 tuổi tôi sẽ thành Phật, 80 tuổi tôi làm tỷ phú đại khái là đều được hết á. Nhưng mà mình phải trân trọng một ngày, chứ không phải mình bị đọa xuống đây cái mình nghĩ lúc nào cũng đời khổ. Ai mà cứ nghĩ xuống thế gian khổ khổ là mình khổ hoài á. Mà nó có nửa sướng nửa khổ nghe. Bởi vì cái cõi này á là cái cõi mà tất cả các chư Phật đều phải về cái trái đất này mới thành Phật được. Chứ còn ở cái cõi Bắc Cu Lô Châu hay là những cái hành tinh khác á, con người sướng lắm. Chứ cái cõi mình là khổ nhất. Mình nói cái cõi của thằng anh em của mình đây, cái thằng người xám nhí nhí đi. Nó sống 700-800 tuổi. Ở cái thành tinh của nó mấy vị nói là nó có 22 tỷ người. Mà con người của nó sống dai quá, cho nên một thằng nhà bác học của nó đó, khi nó sáng chế ra gì á, rồi nó sáng chế hoài, nó không có chết yểu như mấy thằng bác học của mình. Hay mấy thằng giàu của mình 50 tuổi vừa biết được này cái chết. Tức là chôn bản quyền hết rồi này. Thì thằng người xém á, nó không có bệnh. Bệnh Covid ở thành tinh nó cũng có, nhưng mà thả vô cái máy, lại cái máy nước lỏng hay gì là cũng hết, hay là máy scan gì. Nó nói ok, người trái đất của mày bụng bự phải ăn 5 chén cơm. Không, nó chỉ ăn cái bánh nhỏ thôi, nó có thể no cả tuần lễ. Tại nó cái này nó chỉ làm cho mình ngủ nhiều, với mình đi restroom nhiều, là mất thì giờ. Còn nó là nó cứ vai, hay nó ngồi nó nghiên cứu cái gì á, nó quý cái thì giờ của nó. Cái quan trọng, cái người hành tinh của nó không có chia nhiều quốc gia như mình. Hành tinh của nó là 22 tỷ người, như một tổng thống. Mà cái người tổng thống đó là một vị Bồ Tát, là cũng là con của Thượng Đế. Mà khi một người ra lệnh thì 22 tỷ người nghe theo rụt rụt. Chứ không có phải như trong gia đình mình có 3 người nào quýnh lộn nhau tối ngày. Thì nó sướng hơn là chỗ đó. Thì nó qua cái trái đất này, ở thời điểm này nó cũng đang ở với mình.
để mà nó tuân lệnh bề trên, để mà nếu không có nó hả, Putin bữa giờ xích mấy mà không chịu bấm nút, mẹ cho rồi tao cũng sắp chết rồi. Giờ nó sắp sửa lôi đầu tao xuống, gia đình tao cũng chết, tao bấm cho đã. Đây những là nguyên thủ quốc gia, người ta vì mặt mũi với cái danh dự nhiều hơn là chịu thua. Hồi xưa mấy clip của em nói đừng có đụng mấy người liều á, cái năm thứ mình không nên đụng á, nhưng liều nó giờ chân liều nhờ Zippo á. Mày bấm hả, tao đấm mày trước. Là năm năm trước em từng nói với những người gần em á, là bề trên có nói là Zippo. Ôi trời, giờ này xuất hiện rồi đấy. Dạ con phải đi biết sợ bệnh đó nè con. Trời đâu biết con xuất hiện qua đâu. Con có thích cái sư phụ anh với đa phần. Ê ồ lại cái điện thoại nó đây. Dạ con vô đụng cho mẹ nè. Rồi rồi. Ngay qua con gọi lấy cây mà không gặp sư phụ. Vậy hả? Dạ. Ô tưởng là con ở bên Houston, đi bên Dallas chứ. Dạ không, con lấy cây rồi. Con... Ê, đệ tử họ Thiên đi đường kia không có được đi trong chùa nha. Đi đường ngoài sân. Đi đường ngoài sân. Đi ông đó là phạm vi của Phật tử. Đó. Hôm nay ta tu giỏi quá, khó tánh quá. Đừng làm ta chỉ xấu thì được. Như chị này hỏi về thì nên tiền cái khoảng thời gian và làm sao mình biết được cái tiền của mình có tiền vào. Và điểm thứ hai, điểm thứ ba là sao để đừng có bị vong nó phá. Đừng nhông phá là bắt ảnh ngồi thẳng lưng. Cái thứ hai, khi mà một thời gian á, anh ngồi thiền lúc nào cũng được. Lúc có một lúc á, mình cảm thấy cái thân người của mình nó bự khổng lồ à, rồi có một lúc á, mình cảm thấy mình bay bổng lên, nhưng mà thật sự mình không có bay bổng. Cái đó là do mình cái level mở lên á, cũng giống như ăn cơm từ tử no vậy đó, thì đang giải thích cho anh. Và đồng thời đến một ngày tự nhiên anh thấy sáng trong phòng, nó tối thui không có đèn, nhưng mà anh thấy sáng như ban ngày. Lúc đó là bắt đầu anh siêu á. Rồi lúc đó anh nhìn qua vợ già của anh, anh không thấy cái khuôn mặt đẹp của bả nữa, mà thấy một con chó hay là con chuột hay là con gà. Lúc đó anh càng siêu nữa. Thấy được cái căn của người đó. Anh không biết, hồi trước em đấy là cũ, em quán hồn. Em quýnh vô cái mặt bóp bóp, mình tưởng đâu mình ngủ gục, nhưng mà không phải. À cái hồi đấy hết, à, đại khái. Hồi xưa em ngồi thiền á, em trốn vợ đi ngồi thiền tối ngày, bị bà lôi đầu vô hoài. Tức là mình làm nhiệm vụ xong rồi đó nghe, rồi xong canh bắn ngủ, mình đi lén đi ra ngoài phòng khác mình ngồi thiền cũng bị lôi đầu. Ồ tu khó lắm, không phải dễ đâu. Rồi những cái đó là bình thường hết. Tại vì ma quỷ á, nó không có muốn chị thành Phật. Thì bây giờ chị hỏi hết mấy ông thầy, có ông nào ngồi thiền không? Có phải không? À, không có ma quỷ nào phá không?